Vào hồi 17 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2020, Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt quả tang Bùi Anh Tuấn, sinh năm 1983, trú tại xã Khánh Hải, huyện Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình, có thẻ phóng viên của một báo pháp luật và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1998, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, lợi dụng vụ việc ngày 22 tháng 11 năm 2020, ba bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình kê phiếu mua sữa cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sau khi mua hộp sữa tại quầy thuốc của bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mở nắp hộp để sử dụng thì phát hiện bên trong có dấu hiệu mốc đen, không đảm bảo chất lượng nên Bùi Anh Tuấn đã đến bệnh viện ghi hình, chất vấn ba bác sĩ, đồng thời dùng thủ đoạn uy hiếp sẽ đăng bài làm mất uy tín bệnh viện. Sau đó Tuấn đã liên hệ với đại diện bệnh viện, yêu cầu nếu đưa cho Tuấn 30 triệu đồng thì sẽ không đăng bài viết liên quan đến vụ việc trên. Ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt quả tang Bùi Anh Tuấn và Nguyễn Văn Đức khi đang có hành vi nhận số tiền 30 triệu đồng của đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tại nhà hàng Paradise thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.